Dạ vâng, Kim thân mến chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh Kim Quân Thế Giới VN nha. Buổi chiều ngày hôm nay em Kim tiếp tục review một cái sản phẩm vừa mới về kho em Kim. Sản phẩm mang thương hiệu Covenco SK130UR. Dòng sản phẩm này ta nói quá xuất sắc cho một cuộc tình luôn. Nếu như mà anh chị nào mà đang có nhu cầu sử dụng cần kỹ thuật thì gọi ngay cho em, gọi ngay trong cái clip khi mà xem xong hết video này là gọi trực tiếp cho em ngay để sở hữu một cái sản phẩm xuất sắc, giá cực kỳ mềm. 6X thì cô chú quý anh chị đã sử dụng một cái dòng sản phẩm 130 tương đương 0.5 khối như thế này. Nhưng còn cái chất lượng em quay cho cô chú xin chị thêm tham khảo nè. Thì cái chiếc này là đang mang trong mình là cái cần kỹ thuật nha. Nhưng mà độ mới của nó ta nó quá xuất sắc luôn nha cô chú anh chị. Vậy anh chị em nào, quý đầu tư nào, công ty nào đang vào việc hoặc là đang có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm cần kỹ thuật như thế này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Kim vào số 0966 340 640. Đặc biệt một điều là máy này vừa mới chạy 5.000 giờ thôi nha, 5.000 mấy gì đấy, nói chung là cái khung từ 5.000 đến 5.000 hơn đi đó, quá xuất sắc luôn. Rồi bây giờ là mời cô chú anh chị cùng em Kim khám phá sơ bộ cái chất lượng của em này nha. Với mức giá chỉ có 6X thôi, 6X mà cô chú anh chị mà sở hữu cái dòng này là ta nói quá xuất sắc. Còn chần chờ gì nữa mà không, gọi ngay trực tiếp cho em Kim vào số 0966 340 640. Ta nói cái dàn chân của nó đẹp ơi là đẹp luôn, xích thì xích sắt, thuốc cao su, rồi chất lượng của cái dàn chân là quá xuất sắc đúng không ạ? Rồi cái bánh răng ta nó mập ú hù ù luôn nha. Đấy, rồi quá đẹp luôn. Với cái mức giá là 6X nha, 6X nhỏ hay X lớn gì á thì em sẽ thông báo vào cái video test máy sau nha. Tại vì cái hàng này nó mới về, em phải kiểm tra lại lại cái giá mà mình có thể mà đưa ra mà như thế nào mà cho khách hàng có thể dễ mua mà mình dễ bán để dễ dàng xây đồng vốn hơn nha. Còn về chất lượng máy thì anh chị cô dì chú bác không cần phải quan tâm nó nữa là vì nó quá xuất sắc luôn. Rồi cái giờ hoạt động nè, giờ hoạt động để em đưa cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn nha. Đấy, 5142 đó, nó chỉ có chạy mới có 5.142 giờ thôi, quá đẹp đúng không ạ? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Trời ơi, ta nói cứu tôi với, quá đẹp, quá đẹp rồi. Cái máy này là ta nói nó khô gan mà nó sáng ngời ngợi luôn nha cô chú anh chị đó. Rồi bây giờ là qua xem cái bơm luôn nhé. Rồi mình khám phá luôn. Trời ơi, đẹp lắm luôn nha. Đó, khô rang khô khóc luôn. Bộ công tắc tôi nó quá xuất sắc luôn. Đấy, anh chị nào mà đang vào việc thì liên hệ ngay trực tiếp cho em Kim nha. Giá chỉ có bao nhiêu ạ? 6X thôi nha cô chú anh chị, 6X nha. Đó, 6X. Wow. Đó, rồi khoe thêm cái này nữa nè. Đó, từng cái ống thủy lực nó vẫn còn ở trong bao da luôn. Đấy, chứng tỏ rằng cái người chủ trước á, ở bên Nhật thì người ta chạy rất là kỹ luôn nha cô chú anh chị, chạy rất là kỹ luôn. Đấy, rồi còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay cho em đi, 0966 340 640 nha. Đó, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Hẹn cô chú quý anh chị vào những cái video test máy. Giá em này chỉ có 6X thôi. Cũng như mà những chiếc trước ha, thì guốc cao su rồi anh chị không xài tháo ra em trừ lại 20 triệu, không sử dụng lam ủi thì em có thể trừ lại 10 triệu. Nhưng mà em này là cực kỳ chắc nha. Bỏ lỡ em này thì không biết bao giờ mới gặp một em nữa nha cô chú quý anh chị.